có được viết tắt địa chỉ trên hóa đơn. Căn cứ điểm A, khoản 5, điều 10, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như phường Thành P, quận Thành Quy, thành phố Thành TP, Việt Nam Thành VN hoặc cổ phần là CP, trách nhiệm hữu hạn Thành TNHH, khu công nghiệp Thành KCN, sản xuất Thành SX, chi nhánh Thành CN, nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.